Xin chào quý vị và các bạn trở lại với kênh chuyên cung cấp các sản phẩm về radio cassette. Trước mắt quý vị và các bạn là chiếc sáp QT37 màu trắng sứ rất là đẹp. QT37 hàng xuất châu Âu ạ. Hiện tại là đang sử dụng điện 220, rất là tiện anh em nhé. Các anh em không bao giờ lo là phải cắm nhầm điện. Đấy, tiếng rất là tốt ạ. Hàng xuất thì nó không có cái phần equalizer như hàng nội địa anh em nhé. Nội địa thì nó có cái chỉnh equalizer. Đây, đài cũ thì không thể tránh được những cái vết xước nho nhỏ, nhưng tuy nhiên thì nhìn tổng thể thì còn tương đối là đẹp. Đây, anh em quan sát. Rất đẹp luôn. Màu trắng sứ ạ. Ngoài ra thì cửa hàng còn một số sản phẩm khác nữa đây ạ. Đấy. Latina C50, C100, Vazo 9, VT88 này, trắng sứ này, 90 màu đỏ, 89 trắng sứ này, 88 đỏ này. Các sản phẩm đã lên kệ là hoạt động đầy đủ hết ạ. Đây, trở lại với chiếc sáp QT37 màu trắng sứ. Anh em ta quan sát ạ. Anh em quan tâm thì liên hệ trực tiếp với cửa hàng qua hai số điện thoại 0979206555 và 0914274555. Sau đây thì test thử để quý vị và các bạn chúng ta nghe. Rất là ngọt ạ. Báo giá đến anh em luôn nhé. Giá của sản phẩm là 9 triệu cộng với phí ship. Anh em quan tâm thì kết nối với cửa hàng qua hai số điện thoại hoặc là Zalo để giúp người ảnh chi tiết đến những bạn ta quan tâm. Giá của sản phẩm là 9 triệu không bao gồm phí ship. Một lần nữa thì cảm ơn tất cả anh em đã theo dõi video.